Thầy phong thủy bật mí cách tự kiểm tra phong thủy nhà ở tốt xấu, cực chuẩn, khỏi cần đi xem bói. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, nhiều người thường lầm tưởng rằng phong thủy chỉ đơn thuần về vấn đề niềm tin. Thực chất, đây là một bộ môn khoa học được nghiên cứu kỹ lưỡng. Học thuyết về phong thủy đi sâu vào tìm hiểu tác động của sự lưu thông của gió, hướng khí, sự dịch chuyển của mạch nước, ảnh hưởng như thế nào đến đời sống cũng như những họa phúc của con người. Phong thủy là tổng hòa của các yếu tố về địa hình, cách sắp xếp bên trong, bên ngoài cũng như sự tương quan với các khu vực xung quanh. Trong ba yếu tố tạo nên sự thành công của đời người, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, phong thủy chính là yếu tố địa lợi. Con người sống cần tuân theo những quy luật và hài hòa với tự nhiên. Học thuyết này thể hiện sự tương tác giữa các yếu tố tự nhiên, môi trường và sự ảnh hưởng của chúng đến với con người. Phong thủy không thể thay đổi vận mệnh con người, tuy nhiên nó có thể đem lại những điều tốt đẹp, may mắn và thành công. Đặc biệt là đối với ngôi nhà mà chính chúng ta đang ở và đang sống hàng ngày, nó ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta và người thân của chúng ta. Vậy làm thế nào để kiểm tra được nhà ở của chúng ta có đúng phong thủy hay không? Trong chương trình ngày hôm nay, thầy Sa Cát xin bật mí cho các bạn cách có thể kiểm tra phong thủy nhà ở của mình một cách chính và chuẩn xác nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Thứ nhất, kiểm tra vị trí nhà. Để kiểm tra vị trí nhà có hợp phong thủy không, bạn cần xác định chính xác hướng nhà bằng la bàn. Loại được dùng khá nhiều là la bàn nam, đồng quân hoặc la kinh. Bạn có thể sử dụng la bàn trên thiết bị di động nhưng độ chính xác chưa thực sự cao. Cần chú ý là phải đứng tại vị trí trước nhà, trước cửa chính và chỉnh cho kim bắc chỉ đúng điểm chính bắc. Nếu không có la bàn, bạn cũng có thể xác định hướng theo một số cách khác như sử dụng bản đồ. So sánh hướng vừa xác định được với hướng nhà hợp theo tuổi của gia chủ. Mỗi gia chủ sẽ thuộc một cung mệnh trong 8 cung được xác định dựa vào năm sinh âm lịch. Mỗi cung mệnh này tương ứng với 4 hướng tốt: sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị và 4 hướng xấu: tuyệt mệnh, lục sát, họa hại, ngũ quỷ. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra xem hướng nhà hiện tại của mình là hướng tốt hay xấu và tìm cách hóa giải phù hợp. Thứ hai, kiểm tra ám tiễn sát. Ám tiễn sát trong phong thủy chính là những yếu tố bên ngoài có thể gây ra sát khí hướng vào nhà. Để kiểm tra, bạn hãy đứng ở vị trí trước cửa chính nhà và quan sát những công trình, vị trí tương quan với các vật thể xung quanh. Các yếu tố có thể gây ám tiễn sát khí khi chĩa thẳng vào nhà như các góc nhọn từ công trình khác, đường dây điện, cột điện, hình tháp nhọn từ nhà thờ, con đường dài có hướng trực diện vào nhà. Ám tiễn sát cũng có thể xuất hiện ở các khu vực cửa sau hay cửa sổ. Cần chú ý quan sát kỹ lưỡng tất cả các vị trí để tránh nguồn ám khí xâm nhập vào nhà. Muốn hóa giải điều này, có thể dùng gương bát quái hướng về phía ám khí tới. Thứ ba, kiểm tra bản đồ bát quái. Trong bát quái có 8 phương vị. Mỗi phương vị này biểu hiện cho một nhân sinh trong bát đại dục cầu. Có thể là công việc, tri thức, tiền tài, danh lợi, gia đình, hôn nhân, con cái và quý nhân phù trợ. Mỗi gia chủ sẽ tương ứng với cung mệnh và một sơ đồ bát quái riêng. Cung mệnh này được xác định dựa trên năm sinh tính theo âm lịch của gia chủ. Bạn nên chọn một phương vị mà mình muốn phát triển để tăng năng lượng. Ví dụ, bạn muốn có thêm lộc về tiền tài và xác định phương vị tương ứng với các yếu tố này của mình là hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam lại thuộc hành mộc. Do đó, để kích hoạt nguồn năng lượng về tiền tài, hãy đặt những vật có yếu tố mộc như cây cối, đồ gỗ ở hướng này. Tuy vậy, bạn cũng không nên quá lạm dụng việc này. Nếu kích hoạt năng lượng ở nhiều hướng cùng một lúc, có thể phạm phải những sai lầm hoặc cơ hội đến dồn dập và bạn không thể tận dụng tốt nhất.
Thứ tư, kiểm tra nhà bếp. Bếp là khu vực tích tụ nguồn năng lượng nhiều nhất trong nhà. Đây là nơi được coi là thể hiện tài chính của gia đình cũng như tác động lớn nhất đến lưu thông vận khí. Để kiểm tra phong thủy nhà bếp, bạn cần kiểm tra một số yếu tố như sau. Phòng bếp phải đặt ở vị trí kín để giữ ngọn lửa trong nhà, tránh các luồng khí biến động mạnh từ cửa, cửa chính, cửa sổ hướng thẳng vào khu vực bếp nấu. Trong nhà bếp luôn có hai yếu tố nước và lửa. Đây là hai yếu tố xung khắc, phải có sự bố trí cân bằng. Nước và lửa phải được đặt xa nhau và tránh ở vị trí trực diện với nhau. Kiểm tra hướng bếp có tuân theo quy luật tọa hung hướng cát, nằm ở hướng xấu và quay về phía hướng tốt hay không. Thứ năm, kiểm tra phòng ngủ. Phòng ngủ là nơi mỗi người dành đến 1/3 thời gian. Đây cũng là khu vực để tái tạo năng lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn. Phong thủy phòng ngủ cần phải đảm bảo được sự yên tĩnh và không có áp lực lớn nào. Để tránh gia chủ bị đè nặng và sự nghỉ ngơi bị xáo trộn, cần phải chú ý. Kiểm tra có vật gì đè nặng phía trên trần nhà, ngay vị trí người nằm hay không. Vị trí đầu giường phải thật vững chãi và yên tĩnh. Tránh những vật động đặt ngay trên đầu giường như đồng hồ quả lắc. Tránh những vật có tính phản chiếu như gương quay thẳng vào giường ngủ. Nên tối giản đồ nội thất, loại bỏ những vật quá lớn gây áp lực trong phòng ngủ như tủ kệ quá lớn, những bức tranh quá dày. Thứ sáu, kiểm tra phòng khách. Phòng khách được coi là bộ mặt của ngôi nhà. Đây vừa là không gian đón tiếp, vừa là khu vực sinh hoạt của cả gia đình. Theo phong thủy, đây là vị trí đón các nguồn năng lượng và vận khí. Phòng khách phải đảm bảo luôn thoáng đãng, tươi sáng. Để kiểm tra phong thủy phòng khách, bạn cần chú ý các yếu tố sau đây. Phòng khách nên đặt ở vị trí gần cửa chính và ở khu vực nửa trước cửa nhà để đón tiếp những năng lượng từ cửa hướng vào nhà. Phòng khách luôn phải thoáng đãng và đủ ánh sáng, không có sự phân cách không gian trong phòng khách. Vị trí ngồi trong phòng khách không bao giờ được quay lưng lại phía cửa. Điều này sẽ có thể gây ra những bất hòa trong gia đình. Hơn nữa, những người ngồi trên sofa sẽ bị động khi có tác động từ phía ngoài. Thứ bảy, kiểm tra nhà tắm, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trong nhà là khu vực có tính thủy rất cao, là nơi nước trôi ra khỏi nhà. Thủy là tượng trưng của tiền tài. Hơn nữa, khu vực này cũng có nhiều bế khí, cần chú ý để không lây lan ra toàn bộ ngôi nhà. Với phong thủy nhà vệ sinh, bạn cần kiểm tra các đặc điểm như sau. Vị trí của nhà vệ sinh không được đặt ở trung tâm ngôi nhà. Nhà tắm, nhà vệ sinh nên đặt ở những phương vị không tốt trong bát quái. Điều này sẽ giúp tránh thất thoát, tiêu hao tiền tài trong nhà. Đồng thời, không khiến những uế khí không tốt sẽ lan tỏa trong nhà. Nếu khu vực này đã được đặt ở một phương vị tốt, hãy hóa giải bằng cách luôn chú ý việc đóng nắp bồn cầu, cửa nhà vệ sinh hoặc che chắn cửa phòng lại bằng vách ngăn, bình phong. Thứ 8. Kiểm tra phong thủy cửa chính. Cửa chính là nơi vận khí, tài lộc ra vào nhà. Theo quan niệm phong thủy, tiền sảnh phải tươi sáng. Do đó, cửa chính luôn phải cao rộng và thông thoáng. Dưới đây là một số lưu ý về phong thủy cửa chính. Không để vật gì che chắn lối vào nhà, không đặt đồ đạc, giày dép bừa bộn trước cửa. Cây cối trước nhà cũng luôn phải được đảm bảo gọn gàng, không quá ung tùm. Không để những thứ có thể gây nên những điểm xui vào nhà. Không được để cây cối trước nhà khô héo. Việc cây khô héo là điểm báo cho sự cô đơn và đau buồn sẽ đến với gia chủ. Nếu cây héo, phải lập tức nhổ bỏ và thay mới. Không được đặt hai vật có tính thủy ở hai bên cửa chính. Điều này biểu tượng cho hai giọt nước mắt của ngôi nhà, điềm báo gia chủ sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền. Cửa nhà luôn phải sáng sủa. Nếu cửa nhà có một khoảng sân và thoáng là tốt nhất. Nếu trước nhà có một khoảng sân rộng và thoáng là tốt nhất. Thứ 9. Kiểm tra nhà có bị khuyết góc hay không. Trong phong thủy nhà ở, nhà bị khuyết góc cũng có nghĩa là thiếu nhân khẩu. Phương vị khuyết góc càng nhiều đồng nghĩa với việc địa vị của chủ nhân trong nhà càng bị phân tán, thậm chí không có quyền lực. Điều này sẽ khiến sự nghiệp của chủ nhân gặp nhiều trở ngại, sức khỏe ngày càng đi xuống, thậm chí còn sẽ mắc bệnh nan y. Thứ 10. Kiểm tra ánh sáng tự nhiên. Phong thủy dương trạch luôn chú ý tới yếu tố ánh sáng mặt trời. Ngôi nhà có phong thủy tốt rất cần có nhiều ánh sáng tự nhiên, thông gió, thoáng khí. Điều này sẽ dễ dàng sản sinh nhiều dương khí, đẩy lùi âm khí, tốt cho sức khỏe
và cả tài lộc của gia chủ. Quý vị thân mến, mặc dù tất cả chúng ta đều quan tâm đến vấn đề phong thủy, nhưng đôi khi vì vô tình hoặc thiếu kiến thức chuyên môn nên các gia chủ vẫn phạm phải sai lầm trong phong thủy nhà ở, khiến hao tài, tán lộc. Chẳng những vậy, con đường thăng quan, phát tài của gia chủ cũng không hề bằng phẳng, khiến cho cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Để tránh gặp phải xui xẻo trong cuộc sống, bạn hãy tuyệt đối lưu ý 3 điều cấm kỵ sau đây. Thứ nhất, tránh để cửa chính đối diện với góc nhọn. Xét theo quan niệm của phong thủy nhà ở, cửa chính đối diện với góc nhọn được coi là điểm cực hung và xui xẻo. Góc nhọn được cho là phá hỏng phong thủy của ngôi nhà, nó khiến vận xui quấy phá trong nhà, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến vận số phát triển của các thành viên. Bởi vậy, để tránh phạm phải đại kỵ nhà ở khi chọn ngôi nhà, bạn nên chú ý đến hướng cửa. Trước cửa nhà có góc nhọn sẽ dẫn đến vận xui, tốt nhất nên tránh căn nhà như vậy ra để tránh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển số mệnh của cả gia đình trong tương lai. Thứ hai, trước cửa nhà bày quá nhiều giày dép và bụi bẩn. Xét về phong thủy giày dép, rất nhiều gia đình, đồng thành viên thường có thói quen vứt loạn giày dép trước cửa nhà. Điều này vừa gây mất thẩm mỹ cho căn nhà và còn ảnh hưởng chất lượng không khí xung quanh. Ngoài ra, bụi bẩn, bùn đất ở đế giày dép là thứ không thể tránh. Mỗi ngày chúng ta phải đi đến rất nhiều nơi. Nếu chẳng may dính bẩn vào đế giày rồi lại tha những thứ bẩn đó về nhà, lâu dần còn mang theo những vận xui vào nhà. Bên cạnh đó, rác thải cũng là thứ không được đặt trước cửa nhà. Rác chẳng những khiến cửa nhà thêm phần luộm thuộm mà vi khuẩn trong đó còn ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của các thành viên. Từ đó, tài vận và phong thủy đến nhà đều sẽ gặp trở ngại. Thứ ba, không nên xây nhà quá gần đường lớn. Người xưa quan niệm một trong những điều kiêng kỵ khi xây dựng đó là không nên xây ở cuối đường, trong tận cùng những con hẻm nhỏ vì vị trí này phong thủy cực xấu. Vị trí này thường bị các ngôi nhà xung quanh che chắn, khiến dương khí không thể vào được mà âm u toàn ám khí, khiến cho tài lộc cũng khó lòng len lỏi. Cũng không nên xây nhà quá gần đường lớn vì đây là vị trí sát thương. Thực tế đã chứng minh điều này là đúng, bởi khi xảy ra tai nạn, đặc biệt là va chạm của các xe ô tô, xe tải lớn, thì ngôi nhà nằm quá gần đường rất dễ bị ảnh hưởng, thậm chí là sập một góc đường nhà, gây nguy hiểm đến tính mạng của những người sống trong đó. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.